Rối loạn tâm thần do rượu là hậu quả của quá trình lạm dụng rượu lâu năm, gây ra nhiều tổn hại trực tiếp lên não bộ, khiến người bệnh không làm chủ được hành vi, gây ra nhiều hệ lụy cho chính người bệnh, cho gia đình và cho xã hội. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên trong câu chuyện y tế hôm nay. Chân tay run rẩy, trong đầu toàn tiếng ve kêu, lúc nào cũng thấy sâu bọ quanh mình. Đó là hệ lụy của việc nghiện rượu từ năm 20 tuổi, đến giờ cũng đã ngoài 60, hơn chục lần ra vào khoa cai nghiện chất của Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên. Thế nhưng, chỉ tỉnh táo và rời xa được rượu khi ở bệnh viện, còn về đến nhà thì lại không thể tránh được sự cám dỗ của con ma men. Đó là câu chuyện của nam bệnh nhân này. Ê, ở nhà có uống rượu không? Có uống rượu, ngày thì phải hết nít, uống rượu không. Uống cái như cứ uống vặt, cái như là tí lại uống. Mỗi vận làm cốc. Thế chú uống rượu với ai? Uống rượu mình. Thế ở nhà chú chỉ uống rượu thôi, chú có làm gì nữa không? Không, chỉ trong nhà thôi, con cái nó bên Lào chất mà. Còn đây là một bệnh nhân ở xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Cũng vì thói quen lạm dụng rượu bia từ ngày trẻ đến giờ, nên khi đã ngoài 60 tuổi, ông bị loạn thần do rượu, liên tục hoang tưởng. Đầu tiên thì nó bị hoang tưởng, nghĩ cái gì ra đấy. Nghĩ là có người xung quanh bảo mình, bắt mình đi đấy. Có nghe âm thanh, mình nói cái gì nó cũng nhắc đến mình. Đây chỉ là hai trong số nhiều trường hợp bệnh nhân đến điều trị vì loạn thần do rượu tại Bệnh viện Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên. Và hầu hết họ được người thân đưa đến đây khi có các biểu hiện nặng như co giật, mê sảng, hoang tưởng. Đối với những bệnh nhân mà sử dụng rượu với liều lượng cao ấy, thì nó làm tổn hại đến tất cả các tế bào thần kinh, kể cả hệ thần kinh trung ương lẫn hệ thần kinh ngoại biên. Bệnh nhân mà loạn thần do rượu đấy thì thường xuất hiện những cái biểu hiện ví dụ như là bệnh nhân mất ngủ này, bệnh nhân có thể trở nên hung hăng, kích động hoặc sợ hãi vô cớ, bệnh nhân nói linh tinh, làm nhảm. Về hoang tưởng thì bệnh nhân có thể xuất hiện những cái hoang tưởng đặc trưng trong loạn thần do rượu như là cái hoang tưởng về ghen tuông hoặc là hoang tưởng bị hại. Bệnh nhân cho rằng là vợ hoặc người yêu không chung thủy với mình, nhưng mà dù không có bằng chứng nào cả. Đấy, bệnh nhân có thể cho rằng người khác muốn đuổi bắt này, muốn giết mình hoặc là đầu độc mình, khiến bệnh nhân có những cái hành vi về bạo hành gia đình, có thể dùng những cái đồ vật nguy hiểm đe dọa người thân hoặc là những người xung quanh. Đặc biệt cái tình trạng trầm trọng nhất trong loạn thần do rượu mà những bệnh nhân nghiện rượu có thể gặp phải là tình trạng sảng rượu. Biểu hiện đặc trưng của sảng rượu như là mất ngủ này, run chân tay, vã mồ hôi, hoặc ý thức rơi vào mê sảng hoặc là lú lẫn, rối loạn năng lực định hướng. Thì đây là cái trạng thái cấp cứu trong tâm thần, như tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân sảng rượu có thể lên đến trên 20%. Những khuôn mặt vô hồn, những ánh mắt ngờ nghịch, những bước chân đi thất thểu. Những hình ảnh đầy ám ảnh đó chính là tác hại của việc lạm dụng rượu đến sức khỏe con người. Năm hết Tết đến cũng là thời điểm nhiều buổi liên hoan, tiệc tùng được tổ chức và cơ hội được sử dụng rượu lại càng gia tăng. Thế nhưng bạn nên nhớ, vui thôi, đừng vui quá, đừng để chén rượu trở thành nỗi ám ảnh của chính bạn, của gia đình và toàn xã hội.